Nguyên nhân thứ nhất là bệnh nhân không ngủ được. Nếu như những bệnh nhân nào mà vì lý do gì đó, vì áp lực cơm áo gạo tiền, vì lý do gì đó, chuẩn bị ly hôn hay là bị giật khối hay là bị cái gì đó, tù tội hay là thưa kiện, thì những bệnh nhân nó sẽ không ngủ được và luôn luôn lo lắng. Những cái đáy đêm như vậy, các bác sĩ tiết niệu sẽ không điều trị được, mà chúng ta phải gửi những cái đáy đêm đó, cái lút do đáy đêm đó, do cái căng thẳng thần kinh đó, qua bên bác sĩ nội thần kinh và bác sĩ tâm thần. Còn một nhóm bệnh nhân thứ hai nữa, đó là những cái bệnh nhân mà uống nhiều sau 5 giờ. Có những bệnh nhân 80 tuổi nhưng buổi chiều lại ăn cơm với nhiều canh chua, hoặc là buổi tối lại uống trà, cà phê, hoặc là uống bia, uống rượu. Thì những bệnh nhân đó sẽ đi tiểu đêm rất là nhiều lần. Và những trường hợp như vậy, chúng ta chỉ cần giới hạn bệnh nhân, khuyên bệnh nhân không được uống nước nữa, không được thay đổi thói quen sống, đừng có dung nạp, đừng có nhập vô nước sau 5 giờ chiều nữa, thì bệnh nhân nó sẽ giảm tiểu đêm và sẽ có cuộc sống chất lượng hơn. Một nhóm thứ ba nữa là bệnh nhân bị thiếu ADH. Trong trường hợp này, chúng ta cần phải đánh giá ADH của bệnh nhân và hãy loại trừ các nguyên nhân khác, và chúng ta cho thử cái minirin thì đa số là bệnh nhân sẽ ổn. Còn một nhóm nữa là bệnh nhân đáy đêm do tiểu đường, hoặc là do suy tim, hoặc là do các lý do gì đó mà làm cho cái máu về tim nhiều ban đêm, ta hay còn gọi là cái rối loạn chức năng tâm trương thất cái. Thì những trường hợp đó bệnh nhân sẽ đáy đêm nhiều và chúng ta phải cho bệnh nhân đi khám tim mạch hoặc là điều trị bên nội tiết, tiểu đường, cường giáp, chứ không phải là bệnh có tiết niệu.